Xin mến chào tất cả các bác, các anh chị em đến với trung tâm điện tử Phạm Quyết Audio. Phạm Quyết Audio hôm nay em xin được giới thiệu với tất cả mọi người một dòng sản phẩm. Đó là một dòng sản phẩm đẩy chính hãng của hãng Acoustic, có model là 550 Pro. Đây là phiên bản mới nhất năm 2019. Và trước đây thì em nghĩ rằng các bác đã quá quen thuộc với những dòng đẩy của Acoustic như 550H, 550B, 800, 850 Pro, 2800, 2600 màu trắng. Và dòng đẩy chính hãng Acoustic bên em đã bán phải nói là rất nhiều ra thị trường. Và hôm nay thì hàng tiếp tục về những phiên bản mới nhất năm 2019. Đó là một em đẩy TZ có tên là NA550 Pro. Đây là phiên bản mới nhất năm 2019. Và em nó được thiết kế là bởi một khối liền luôn. Công tắc rất to. Tổng hai kênh đạt là 1100W. Đó. Đây là tem chính hãng của công ty Acoustic. Tem chính hãng, phiếu bảo hành và cách hướng dẫn sử dụng. Em sẽ quay phía đằng sau để các bác xem gồm có những gì. Đường link input đầu vào và đầu ra loa là có jack logic và có cả jack kẹp dây loa để ra loa. Em này là có 4 cánh quạt để làm mát các bác nhé. Những dòng phẩm trước chỉ có 2 nhưng dòng này là 4 quạt mát, 2 quạt phía trước và 2 quạt phía đằng trước và 2 quạt đằng sau. Và đây là những ruột gan nội tạng của em nó. Chưa hết phải nói đến cục nguồn. Cục nguồn xuyến đường kính phải nói là gần 20cm. Dây đồng được bọc rất chặt chẽ, có lót một miếng cao su. Bên ngoài vòng tròn là nhựa để bảo vệ. Đấy, và có tem. Tem đầy đủ các thông số kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng. Nói đến bo nguồn, nó được sở hữu là 8 tụ. Đấy. Được sở hữu là 8 tụ. 8 tụ rất to. Và những con tụ là đầu nguồn được có tên là HFPC. Rất nổi tiếng của một hãng sản xuất linh kiện điện tử. Điện áp là 80V, luôn luôn cung cấp đầy đủ điện áp cho hai bo mạch này. Đấy. Bo nguồn phải nói là nhiều tụ và đẹp. Tiếp theo là khối công suất. Khối công suất thì gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là bên dưới là 12, hai bên là 24. 24 sò. 24 sò Toshiba và có 20 sò UAT. 20 sò UAT đây. Công nghệ cao mà tiêu tốn ít điện năng. Độ bền rất cao các bác nhá. Điện trở thì bằng sứ. Đó, điện trở sứ đây. Điện trở to. Em quay gần lại cho bác xem. Đấy, điện trở to. Và em này thì có những bóng đèn khuếch đại, âm thanh rất to, công nghệ tiên tiến.
và em cũng xin báo giá luôn với em này là sẽ là hơn 4 triệu bao ship cho toàn quốc các bác nhé. Với dòng đẩy mới này thì các bác dùng thì không phải suy nghĩ gì, mà các bác không dại gì phải lấy cái dòng sản phẩm bãi cùng phân khúc 24 sò này. Quay gần lại đó. Vì những đây là dòng đẩy mới, tuổi thọ rất cao, âm thanh cực hay, bởi công nghệ của nó là khắc phục những lỗi trước mà đẩy bãi người ta dùng quá lâu rồi, các bác lưu ý nhé. Và bây giờ thì em xin phép là được phối hợp đấy, em phối hợp cắm sẵn với một cặp loa, cặp loa BMB 455 đấy, cặp loa BMB 455 đấy, và một cặp loa nữa là một cặp loa BMB 1000C China loại 1. Đấy, em lắp sẵn ra như thế. Riêng em đẩy này là oánh là một đôi bát 30 và một đôi BMB bát 25 các bác nhá. Em đã test luôn, tại vì có một tiện đây thì test luôn cho một bác, là báo giá với bác các bác luôn là giá 4 triệu tư là một dòng loa bãi BMB 455 đó cho một bác ở Thái Bình. Thì sáng mai tiện đây sẽ test luôn cho bác và sáng mai gửi đi cho bác. Còn bên dưới xin nhắc lại với các bác, đó là một dòng loa BMB 1000C China trung ương loại 1. Dòng này là bên em bán là 3 triệu trên một cặp nhé các bác nhé. Và bây giờ thì em xin phép được test nhạc các bác nghe. Em mở với một lấy nhạc từ YouTube rất thân nhạc, rất thông thường thôi, và cũng không chạy qua bất cứ một lọc âm nào cả các bác nhá. Tắt đi này, em mở lại này. Rồi, em đang kết hợp với hai cặp loa nha các bạn nhá. Hai cặp loa này.
phải nói là tét cho loa rất là hay rồi. Rất là trong, phải nói cực sáng và rất hay rồi. Để các bác nào cũng muốn sở hữu cho gia đình mình một em đẩy như thế này, một em đẩy của hãng DTG, hàng chính hãng, có mã LA550 Pro, thì alo luôn cho em với số máy là 0325004686. Địa chỉ nhà em là 192 Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Và các bác nào muốn đến tận trung tâm thì đến thị trấn Vĩnh Trụ, alo cho em và sẽ có người ra đón các bác vào. Và cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn các bác. Em xin chào các bác.